Xin chào tất cả anh chị và các bạn. Hôm nay Mickey Studio xin hướng dẫn tất cả anh chị và các bạn lắp combo sản phẩm mic PC K200 và sao cạc Electron U16KMK3 thế hệ mới nhất của hãng Electron. Và sau đây em sẽ hướng dẫn tất cả anh chị lắp combo sản phẩm này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải cắm cái nguồn cho cái sao cạc Electron. Chúng ta sẽ cắm vào cái ổ điện 220 nhé. Đầu còn lại thì anh chị sẽ cắm vào cái cổng 5V DC này. Tiếp theo là anh chị sẽ cắm giúp em, đó là cái cổng truyền đổi tai nghe. Chúng ta sẽ cắm vào đây. Và tai nghe chúng ta sẽ cắm vào nhé. Ở trên cái sao cạc này thì anh chị sẽ ấn 5 cái nút này lên, 5 nút này cho nó sáng lên nhé, sáng xanh này. Ok. Tiếp theo là chúng ta sẽ cắm cái dây lấy nha. Đó là dây 3.5AV. Chúng ta sẽ cắm vào cái cổng NR nhé. Đầu còn lại thì anh chị sẽ cắm vào cái điện thoại để chúng ta lấy nhạc này. Rồi. Tiếp theo là anh chị sẽ dùng cái dây MA2 này nhé. Dây livestream 3 màu MA2 này. Cái đầu màu xanh này thì anh chị bỏ ra không dùng đến, anh chị buộc vào nhé. Đầu màu hồng thì anh chị sẽ cắm giúp em vào cái cặp step out này. Rồi. Đầu còn lại màu đen này thì anh chị sẽ cắm vào cái điện thoại mà chúng ta live stream. Trên cái dây này thì nó sẽ có cái công tắc AB này, thì anh chị sẽ gạt sang A giúp em nhé. Rồi, ok. Và em sẽ cắm cái dây mic này. Thì chúng ta sẽ dùng cái dây mic XLR, một đầu đực, một đầu cái này. Chúng ta sẽ cắm một đầu đực vào cái sau cạc. Cái mũi tên này thì anh chị quay hướng lên trên nhé. Đầu còn lại này thì anh chị sẽ cắm vào cái mic. Ok. Tiếp theo là em sẽ hướng dẫn cho anh chị từng nút trên cái sản phẩm này. Nút high và nút mid. Ở đây thì nó sẽ có các tác dụng, đó là chỉnh sáng cho cái giọng hát của mình. Còn cái nút loud này thì nó sẽ có cái tác dụng, đó là chỉnh cái âm ấm cho giọng hát. Còn nút RCA gain này thì nó sẽ có cái tác dụng, đó là chỉnh cái âm lượng nhạc khi mà anh chị lấy nhạc từ điện thoại bằng cái dây AV này nhé. Còn nút mic 1 gain này, còn mic 2 gain này thì nó sẽ là tác dụng chỉnh âm lượng cho mic 1, mic 2 tương ứng. Đây là nút để chỉnh âm lượng mic 1, đây là nút để chỉnh âm lượng mic 2. Còn nút master này thì nó sẽ có cái tác dụng, đó là chỉnh âm lượng cho cái cổng livestream này, ở cái cổng step out này anh chị nhé. Còn phone 1, phone 2 thì nó sẽ có tác dụng, đó là chỉnh âm lượng của tai nghe của chúng ta. Với sao cạc này thì nó sẽ có cắm được hai tai nghe cùng một lúc nha anh chị nhé. Trên cái bàn này thì nó sẽ có cái nút ở bên tay phải to nhất này. Là nút này thì để là chỉnh cái chế độ vang khác nhau khi mà anh chị hát. Thì anh chị có thể tùy chỉnh theo cái chế độ mà anh chị ưng nhất có thể. Còn nút Primer 1 này thì nó sẽ có cái tác dụng, đó là chỉnh hiệu ứng reverb ít nhiều này. Còn Primer 2 thì nó sẽ có cái tác dụng để chỉnh hiệu ứng echo delay. Đây là cái cải tiến mới so với cái dòng Icon U-Pop Pro nha anh chị nhé. Rồi, và sau đây em sẽ hướng dẫn anh chị chúng ta lắp cái chân đỡ cho cái bộ sản phẩm này. Chúng ta sẽ lắp cái chân đỡ này vào mặt bàn này. Chúng ta sẽ lấy con ốc này ra để cho cái khoảng trống này nó vừa mặt bàn của chúng ta nhé. Sau đó chúng ta xoáy nào. Tiếp theo là anh chị sẽ gắn cái này vào đây ạ. Ok. Và chúng ta sẽ dùng cái con ốc để chúng ta siết vào. Chúng ta sẽ cho chân này lên. Và con ốc này thì anh chị sẽ cho dựng thẳng lên nhé. Tiếp theo là anh chị sẽ dùng cái đỡ mic của cái mic K200 này. Nó sẽ xoáy vào đây. Và anh chị sẽ cho nó ngả sang bên tay phải nhé. Tiếp theo là chúng ta sẽ cho cái mic vào. Anh chị rút cái dây này ra và cho mic vào nhé. Chúng ta ấn cái này và rút thẳng ra. Chúng ta cho vào đây. Chúng ta siết con ốc này vào để cho nó chắc lại. Anh chị nhớ quay cái hướng chữ Thacta PC K200 về miệng của chúng ta nhé. Và sau đó chúng ta sẽ gắn lại cái dây trở lại. Và sau đây em sẽ hướng dẫn anh chị lắp cái màng lọc. Chúng ta sẽ gắn cái màng lọc vào cái chân này.
Và sau đó chúng ta sẽ ngả sang bên tay phải của mic. Ok. Cảm ơn tất cả anh chị đã quan tâm theo dõi video hướng dẫn lắp đặt mic PCK200 và sao cạc U16K MK3 của Mickey Sudo. Xin cảm ơn tất cả anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.